anh ấy thực sự rất ngầu. Lại thêm một tên CKB đi giả về chầu tổ tiên. Không biết kết quả có khiến mọi người hài lòng không nhỉ? Cảm ơn người anh em nhé. Còn cậu thì sao? Tôi ổn mà, năng lực của cậu vô dụng với tôi. Đừng bao giờ đâm tôi một cú nào nữa nhé. Cái gì thế? Úi dồi ôi, quá trời cửa man. Chuẩn bị nộp mạng đi ta tần tì vi man. Đúng là láo tết, ta sẽ cho chúng bay biết thế nào là lê độ. Cái tính khinh địch, thích làm liệu vẫn giống như ngày nào. Cậu dũng cảm lắm T.O.V. Nhìn sang bên trái. Ơ kìa, lão tiến sĩ đây mà. Tiến sĩ thật thế hơn mình ý. Chờ tôi với. Yên tâm nhé các đồng đội của tôi. An toàn rồi chứ? Nhanh cái chân lên anh bạn. Anh ấy của thật rất anh dũng. Vũ khí của cậu đây. Cái gì thế? Sắp tới có nhiều cái để nói rồi đây.